tôm chao. Tôm chao hay còn gọi là mắm tôm, mà ở các cái chợ hay những cái cửa hàng siêu thị nó hay bày trưng bán các bạn ạ. Hôm nay là mình chia sẻ với các bạn để cách làm món tôm chao như thế nào là ngon nha các bạn. Ở đây nguyên vật liệu để làm tôm chao của mình hôm nay gồm có là tôm, trước hết là tôm hay các bạn. Tôm ở đây là mình không có cây căng để căng nên đây là mình luộc nha các bạn nha. Ở đây là mình có là ba chén nha các bạn. Ở đây là mình có ba chén tôm, tôm này là đã hớt bỏ đầu bỏ đuôi rồi, là mình luộc là ba chén nha các bạn, chứ không phải là chưa hớt nha, đã hớt rồi là ba chén. Đây ba chén nha các bạn. Và nguyên liệu thứ ba của mình đó là muối nha các bạn. Ở đây mình có một dĩa muối hột luôn nè các bạn, đây một dĩa muối hột nha, đấy một dĩa muối hột. Và tỏi, tỏi ở đây là mình có một củ tỏi các bạn, mình đã bóc vỏ rồi. Và ở đây là có vài trái ớt, mình sử dụng ớt hiểm hoặc là ớt sừng đều được hết các bạn. Các thường á, thì sử dụng ớt sừng á, thì nó rất là ngon hay các bạn nha, nhưng mà ở quê mình không có, mình chỉ có ớt hiểm thôi. Mình sử dụng ớt này các bạn, và một ly rượu ha các bạn. Rượu ở đây mình sử dụng là ly rượu gốc hay các bạn nha. Đây rượu gốc các bạn, rượu này là 70 độ nè các bạn ạ. Đây là mình có một ly để mình sơ chế cái tôm này á. Mình sẽ để muối hột vào ha các bạn. Mình để muối hột vào, mình chọn đang cho nó thấm lên là mình muối con tôm á các bạn ạ. Để là mình muối con tôm á các bạn. Rồi mình chọn đều lên ha các bạn ha. Rồi mình sẽ lấy một miếng nước mình để vào cho muối nó tan ra và nó thấm vào con tôm ha các bạn. Đây mình để một chén nước vào ha các bạn. Rồi mình trộn đều lên đặng cho tôm nó với muối nó thấm vô ha các bạn nha. Rồi mình sẽ đem đi rửa nó lại ha các bạn. Mình trộn như thế này cho đều lên. Rồi mình quậy cho muối tan ra ha các bạn. Mình quậy lên như thế này để cho muối tan này. Mình chọn như thế này là tôm nó sẽ nhanh thấm lắm, tại mình cắt đầu cắt đuôi á bạn, là con tôm của mình khi mình làm mắm tôm ra nhìn là rất là đẹp nha. À, có tùy người á các bạn, họ không cắt đầu cắt đuôi đâu, họ đãi nguyên con như vậy, thì như vậy á, thì tôm của mình á làm ra không có đẹp hay các bạn. Mình cắt cho sạch sẽ như thế này á thì nó để là rất là đẹp đó. Mình chọn như thế này để cho nó đều lên nè, đều thấm tôm lên, rồi mình phải đi rửa. Mình rửa cho sạch, mình để cho nó ráo lên ha các bạn. Trộn như thế này. Tôm này không phải là tôm nhà mình đâu các bạn ơi, mình mua đó nghe các bạn. Sáng mình đi lại những cái chỗ lấy tôm á, mình mua đó. À, tôm này hiện ở Bạc Liêu, ngay chỗ lấy tôm mua thâu vô á các bạn. Thì nó thâu vô có khoảng 45 ngàn một ký các bạn, nhưng mà bán ra là 60 ngàn. Đó, là tôm này là mình mua 1 ký 60 ngàn đây nè các bạn ạ. À. Muối nó cũng tan nãy giờ cũng nhiều các bạn, tại vì một dĩa muối nó cũng nhiều lắm. Đó mình chọn như thế này, tại vì mình chọn như thế này để cho nó mau thấm á. Chọn như này thì nó mau thấm vô con tôm rất là nhanh. Mình trộn lên như thế này đều các bạn, ra muối nhiều á để nó mặn á, nó không có tan ra hết đâu ha. Bây giờ mình sẽ đem tôm này mình đi rửa lại lần nữa cho nó sạch thế các bạn. Rồi mình để hơi gáo gáo chút xíu nước rồi mình trộn trộn rượu lên ha các bạn. Rồi trong quá trình mà mình đợi tôm hơi gáo gáo một chút các bạn, thì mình để đi sắc tỏi ha các bạn. Tỏi mình sẽ sắc miếng miếng sợi như thế này ha các bạn. Đây mình xắt miếng sợi như thế này nha các bạn, mình sẽ xắt hết rồi tỏi này nè. Tỏi này là để cho nó thơm các bạn, khi mà mình làm nó chua lên á, ăn cái tỏi nó chua chua ngon lắm. Nếu mà ai ăn cay các bạn thì mình đãi nhiều ớt nha, còn ai không ăn cay thì mình không để ớt, còn ai ăn ít thì mình để chỉ một vài trái thôi. Đó, mình xắt tỏi như thế này nè các bạn. Mình xắt sợi như thế này. Rồi. Giờ ớt á thì mình
ớt này nó nhỏ nha các bạn, nên mình sắc khoanh 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 hay dài dài chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ sắc ớt nha các bạn. Ớt này á, nếu mà trái ớt sừng á các bạn ơi, to á, thì mình không có lấy hộp các bạn, mình bỏ ra hết rồi ha. Con này là ớt nhỏ nè, nên là mình sắc như thế này nha các bạn. Ớt càng chín đỏ thì cái màu nó lên càng đẹp nha các bạn. Ở đây là mình ở quê nên là không có đủ điều kiện á, nên là cũng không có ớt ngon hay các bạn. Nó chỉ có ớt hiểm, ớt chim này thôi nè các bạn à. Đây mình nên là mình sắc nó ra khoanh như thế này. Khoanh như thế này nha các bạn. Mình lấy trái đỏ thôi nha bạn, mình không có lấy trái xanh nha. Tại nãy mình lỡ tay mà mình hái trúng á. Nên nó ra mấy trái xanh này nè. Rồi. Mình sợ cay lắm. Đây, mình đã sắc rồi nha các bạn. Mấy trái xanh này mình đẩy, mình không có sắc. Để vô khác. Rồi mình để lại vô dĩa ha các bạn. Mình sợ cay nên mình đùa xuống. Chặt. Rồi. Thôi mình hơi gáo gáo rồi các bạn. Giờ mình để lại vô thau lại ha các bạn. Mình để lại vô thau nha. Rồi mình sẽ chọn rượu vô ha các bạn. Đây một ly rượu nè các bạn ơi. Đây. Giờ mình sẽ chọn hết một ly rượu này vô. Rồi mình sẽ chọn đều lên. Mình chọn đều lên như thế này ha các bạn. Rồi để cho rượu thấm vào tôm ha. Rồi sau đó mình đem ra phơi nắng lại ha các bạn. Mình phơi nắng một chút xíu ha các bạn. Mình để nói cho các bạn nghe này nè. Để mà tôm của chúng ta đỏ lên là phải có rượu. Nên vì vậy mà mình mới chọn rượu vô á các bạn. Đây mình chọn rượu vô để tôm nó đỏ lên á. Mình phơi lên tôm nó mới đỏ lên ha các bạn. Chọn như thế này. Rồi sau đó mình sẽ đem tôm này nè các bạn. Mình để ra gỗ ha. Mình để ra gỗ ha các bạn. Mình đem để ra gỗ rồi mình đem ra nắng mình phơi tiếp nha các bạn. Mình để chuẩn bị cái gỗ với cái thau mà nắng nè các bạn. Rồi tôm của chúng ta chọn vô nó hơi có màu đỏ đỏ chút xíu rồi đó ha. Giờ mình sẽ đổ tôm ra đây phơi nè các bạn. Tiếp tục mình đổ ra mình đem phơi tiếp. Mình phơi cho nó ráo nước đó các bạn. Và tôm chúng ta sẽ trở màu đỏ lên thôi. Đỏ lên cũng cái độ vừa phải luôn, chứ không phải đỏ tươi như đã thành tôm chao đâu nha các bạn. Đây mình banh đều đều ra. Nắng quá. Quá nắng luôn á. Nên mình banh đều đều ra như thế này. Rồi mình cứ việc mình phơi thôi nha các bạn. Phơi chừng có khoảng nửa tiếng là được rồi các bạn ơi. À, các bạn ơi, tôm của mình á các bạn. Mình phơi lên nó đỏ đỏ như thế này nè. Nãy mình quên quay cho các bạn xem cái lúc mà mình để tôm vô trong thau các bạn. Nó hơi đỏ đỏ lên thấy các bạn. Rồi mình sẽ để lên một chén đường. Mình chọn vô một chén đường thấy các bạn. Một chén đường rồi mình chọn đều lên. Mình chọn đều lên như thế này nha các bạn. Sau đó mình sẽ để tỏi với ớt vào luôn nè các bạn. Để tỏi với ớt vào luôn. Rồi mình chọn chung lại cho thấm nha. Sau đó mình sẽ đem đi phơi nắng nha các bạn. Mình chọn chung như thế này. Rồi đều lên đặng cho nó thấm nha các bạn. Phơi nắng đặng cho ra nước nó thấm. Rồi mình mới để vô keo. Mình thấp vô keo ha các bạn. Đó hồi nãy là mình để đường vô. Mình quên quay với các bạn thấy thôi. Đó cái tỏi hồi nãy mình đã thấp ra đó. Mình để vô. Mình trộn lên cho nó thật là đều ha các bạn. Rồi mình đem đi phơi đặng cho đường nó thấm vô. Bây giờ mình chưa để nước mắm đâu nha các bạn. Khi nào mình để nước mắm vào thì mình thấp vô keo rồi mình hãy để nước mắm nha. Bây giờ mình sẽ đem nguyên một cái gỗ cái thau. Cái thau tôm này nè, mình đi phơi. Mình đi phơi nắng nha các bạn. Mình phơi nắng chừng nửa tiếng là được rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đem đi ra nắng phơi nha. Đó, mình đem ra nắng phơi, để mà nắng phơi đi ha các bạn. Để nguyên vậy các bạn nha. Tôi mình phơi nắng hồi nãy giờ các bạn, nó cũng đã thấm rồi đó các bạn, nhưng mà đường tan chưa hết đâu nha. Cái này là cũng mới khoảng 5-10 ngày.
giờ mình sẽ để vô keo, mình chuẩn bị vào cái keo sẵn nè. Mình sẽ múc tôm này nè, để vào keo. Mình để vô keo thôi các bạn. Mình múc hết lại tôm này nè, mình để vô trong cái keo này. Ở đây mình sử dụng keo nó hơi cộng cộng chút các bạn, để tránh cái nó có rũ á, nên là mình đã dùng keo hơi rộng một chút, đặng nữa cho cái hơi của nó các bạn, nó làm nó không làm nước tôm chảy ra ra ngoài, đổ ra ngoài mình múc vào. Nếu ai ăn cay nhiều thì mình để nhiều ớt hơn các bạn, còn ai ăn tỏi nhiều thì mình sử dụng là nhiều tỏi lên. Con này là mình để tỏi như vậy là hơi ít nè. Mình để vô như thế này rồi mình sẽ để nước mắm vào ha các bạn. Để như thế này. Đó. Mình được ở đây là nửa keo luôn rồi các bạn. Dạ phải rồi. Rồi sau đó mình sẽ để nước mắm vào ha các bạn. Dạ có cậu. Tại vì ông trọng là tổng giám đốc mà. Ở đây mình có một chén nước mắm nè, dạ. Mình để một chén nước mắm này vào. Rồi như thế này ha các bạn. Chỉ cần một chén nước mắm thôi các bạn nha. Mình sẽ đem ra nắng. Cái này là nước tôm nó sẽ ra từ từ ha các bạn. Mình thả lại cho bằng bằng nha. Rồi cái này là mình đem ra nắng các bạn, ở quê á. Mình sẽ đem cái keo này nè, mình đi ra nắng mình phơi ha các bạn. Mình đem ra nắng mình phơi nha. Mình phơi tôm này nè các bạn. Tôm này nó hơi to nên là khoảng là từ 10 tới 20 ngày mình mới ăn được ha các bạn. Nó mới thành tôm chao. Là nó đỏ lên, nó sẽ cực kỳ đỏ luôn ha các bạn thì mình mới ăn được nha. Còn nếu mà ai sử dụng mà tôm mà nhỏ, tôm mà dạng nhỏ như thế này nè các bạn thì có khoảng là 10 ngày. Chúng ta phơi nắng chừng có khoảng 10 ngày là ăn được ha các bạn. Cái này là mình phơi nắng là từ 15 tới 20 ngày ăn được. Nhưng mà nếu mà ai không phơi nắng để trong mát. Nếu mà ai để trong mát không phơi nắng các bạn ơi thì là tới nửa tháng là ăn chưa được kia các bạn. Là các bạn phải để từ 1 tháng tới hơn 1 tháng là các bạn mới ăn được nha. Cái này mình làm để các bạn càng lâu lên chua lên nó ăn càng ngon các bạn. Cái này mình có thể là ăn trộn với đu đủ làm gỏi các bạn thì nó rất là ngon. Bây giờ mình sẽ đậy nắp keo lại, mình đem ra nắng mình phơi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nha. Từ 15 ngày tới 20 ngày mình sẽ kiểm tra, nó ăn được thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là tôm này ăn có ngon không, như thế nào thấy các bạn. Đây là keo mắm tôm nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đem đi phơi nắng. Rồi, hẹn gặp lại các bạn từ 10 tới 20 ngày các bạn. Thôi bây giờ mình để 20 ngày đi cho nó chắc hay các bạn nha. Vậy đi. Rồi xin chào các bạn. Đây là rất là nắng luôn đó các bạn. Rất là nắng luôn. Cái này là ở quê á nha. Đó, cái này là ở quê nè. Đó, mình lắc lên nè các bạn. Rồi mình để ra nắng mình phơi. Như lúc sáng thì mình đem ra mình phơi, chiều mình lại đem vào. Chứ mình đừng để ra ngoài mưa ngoài nắng luôn các bạn, tại vì mùa này là mùa mưa nghe các bạn. Mình đem ra nắng mình phơi luôn. Mình phơi nắng thì ở khoảng là 15 ngày là mình được ăn rồi các bạn. Cái này mình làm là một lát mình sẽ đem về quê. Nên mình được phơi nắng được có ngày hôm nay thôi. Nên là mình để 20 ngày mình về chở nó 20 ngày mình mới được ăn các bạn. Đó. Về chở nó thì nó không có nắng đâu các bạn. Nên là mình không có phơi được đâu. Mình chỉ phơi ở đây thôi. Đấy, mình đã làm chia sẻ xong với các bạn là cái cách để làm món tôm chao của người dân miền Tây rồi đó các bạn. Các bạn thử làm cái clip này đi, làm chia sẻ giúp mình nè. Rồi xin chào các bạn nha, giờ mình đi vô nắng quá.